Mọi người, bữa cơm nhà ngon nhất là sẽ như thế nào? Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Mình nghĩ cái bữa cơm nhà ngon nhất là không cần phải có cá, có thịt, món này, món kia rình rang, mà là những cái bữa ăn đạm bạc á, có gì ăn đó nhưng mà phải đầy đủ các thành viên trong gia đình nha. Thì có rau luộc chấm với lại nước mắm cũng ngon miệng vô cùng. Nay được bác hàng sớm cho cái hũ mắm tôm chua cay, nên ra ngay siêu thị mua ngay một con thịt về luộc, không quên trả giá báo rau muống 5k này nữa nha. Để thấy cái bữa ăn đầy đủ chất xơ và protein rồi đó. Nhà mình ai ăn cơm cũng đòi có canh hết á, nên không thể thiếu bát canh gà lá é giải cảm giữa cái mùa mà dễ bị cảm như thế này. Món mắm tôm chua cay này á là đặc sản của miền Tây hay là của Huế vậy mấy bạn? Có người thì nói là đặc sản của Tiền Giang thì mới là chính gốc, được hoàng hậu mang ra Huế xong là thành đặc sản ở ngoài đó luôn đúng không? Trời ơi, chấm với thịt luộc quá cuốn lắm, chấm với rau lại càng dính nữa. Cái mắm này mình thử thì thấy hơi chua nhẹ, chưa có cay nên dễ tay thêm đường tỏi ớt trộn lên dĩa mà ăn nó đã cái nớt lắm nha. Có nguyên con tôm quá sớ bự trong đó luôn, thêm cái mùi gừng có sẵn nữa. Lần đầu ăn cái món này mình thấy khá là dễ ăn, ăn với lại cơm thật là nóng nha mọi người. Gần Tết rồi, ai ai cũng cơm áo gạo tiền, chạy đua cuối năm không có thời gian chăm chút những cái bữa cơm nhà mà ăn vội cơm hàng cháo chợ thôi. Đáng vài chục ngày nữa là sẽ có những cái bữa cơm đoàn viên thôi nè.